Thì như các bạn đang nhìn thấy đây là một chiếc xe nâng điện 1,8 tấn chiều cao nâng 4 mét của hãng Komatsu. Thì con xe nâng này được nhập khẩu về thị trường Việt Nam tháng 3 năm 2020 với cái tải trọng 1 tấn 8 chiều cao nâng tối đa là 4 mét, sản xuất năm 2015. Thì con xe nâng này được đánh giá vào những dòng con xe nâng có cái chất lượng tương đối là tốt, nó khoảng tầm 85-90% so với xe nâng mới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Xe Nâng ADP Việt Nam. Thì trong video hôm nay thì tôi sẽ review cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm sử dụng xe nâng điện đã qua sử dụng. Thì như các bạn đang nhìn thấy đây là một chiếc xe nâng điện 1,8 tấn chiều cao nâng 4 mét của hãng Komatsu. Thì con xe nâng này được nhập khẩu về thị trường Việt Nam tháng 3 năm 2020 với cái tải trọng 1 tấn 8 chiều cao nâng tối đa là 4 mét, sản xuất năm 2015. Thì con xe nâng này được đánh giá vào những dòng con xe nâng có cái chất lượng tương đối là tốt, nó khoảng tầm 85-90% so với xe nâng mới. Thì đối với những doanh nghiệp mà mình chỉ sử dụng khoảng tầm 5-7 tiếng một ngày thôi, thì mình dùng cái xe nâng này với cái bình ắc quy cũ là nó khá là ok. Và chất lượng được bên công ty chúng tôi cung cấp cái dòng sản phẩm này ra thị trường, chúng tôi sẽ bảo hành cái xe nâng này 6 tháng nha các bạn nha. Còn đối với những doanh nghiệp mà họ cần dùng những cái bình ắc quy, những cái xe nâng này vào cái việc nâng hạ liên tục trong vòng 12 tiếng một ngày liên tục nhá, thì các bạn nên lắp một cái bình mới, hoặc là các bạn nên có hai cái bình ắc quy thì cho nó, thì cái thời gian các bạn sử dụng sẽ được dài hơn và không bị gián đoạn. Thế thay vì các bạn phải mua hai con xe nâng thì các bạn chỉ cần mua thêm một cái bình ắc quy dự phòng thôi. Đấy. Và xe nâng này thì được nhập khẩu nguyên bản từ thị trường Nhật Bản về, nước sơn còn zin nhé các bạn nhé, sơn này còn zin. Chiều cao nâng tối đa là 4 mét, bánh xe của nó cũng còn zin luôn, zin theo xe nha các bạn nhé. Đây, mặc dù nó có hơi bẩn một chút nhưng mà những cái sản phẩm này được lưu kho nội địa Nhật Bản dưới cái hình thức là gọi xe nâng Nhật bãi này, nó cũng sẽ hơi xù xì một chút, nhưng mà đổi lại thì nó sẽ còn zin hết luôn, đến cái nước sơn này nó cũng còn zin luôn nha các bạn nhé. Đấy, từ bình ắc quy, từ cái bình ắc quy của nó, từ cái nước sơn, từ bánh xe, từ đèn, từ tất cả các phụ kiện liên quan cái xe này nó đều là zin luôn. Thì khi các bạn mua con xe nâng này để sử dụng cho công ty của các bạn thì chúng tôi sẽ modify, hoặc là chúng tôi sẽ sơn lại, chúng tôi sẽ bảo trì lại theo như yêu cầu của các bạn, yêu cầu của các bạn mua xe nâng. Đấy, có thể là chúng tôi sẽ sơn lại cho nó như mới này, chúng tôi sẽ bảo dưỡng lại bình ắc quy này, chúng tôi sẽ bảo dưỡng lại may ơ này, chúng tôi sẽ sơn càng, sơn khung, rồi là lắp thêm đèn option nếu các bạn muốn. Đó. Và đương nhiên rồi thì cái xe nâng điện này hiệu suất làm việc nó sẽ tương đương như một chiếc xe nâng mới 100% luôn các bạn nha. Và chất lượng của nó như ban đầu tôi đã nói thì nó sẽ tương đương với 85-95%, mà giá thành của nó chỉ còn 30% so với xe nâng mới mà thôi. Đấy là những cái tiêu chuẩn chất lượng về xe nâng cũ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn không phải đi đâu, các bạn không phải đến tận nơi xem, các bạn không cần phải mục sở thị nó làm gì, các bạn chỉ cần xem qua cái video này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để lựa chọn cái con xe nâng này, và không cần quan tâm đến cái vấn đề rằng là xe nâng nó ở đâu, xe nâng nó như thế nào, mà chúng tôi sẽ cam kết bảo hành cho các bạn 6 tháng theo như tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Và một cái điều nữa, nếu như các bạn lắp bình ắc quy mới cho xe nâng này thì chúng tôi sẽ bảo hành cái xe nâng này tới 12 tháng theo như tiêu chuẩn của hãng, cũng như là tương đương với cái thời gian bảo hành của cái xe nâng mới nha các bạn nha. Và tôi sẽ review cái con xe nâng này cho các bạn xem. Đây, con xe nâng này nó cũng chỉ sẽ có 3 cần, một cái cần nâng lên hạ xuống các bạn nha. Đấy, một cái cần là ngửa ra ngửa vào, cái độ nghiêng khung nghiêng càng ấy. Đây là cần ngửa ra ngửa vào. Đấy, và có một cái cần nữa là cần thụt ra thụt vào này. Đấy, đối với cái dòng xe nâng điện đứng lái này thì nó sẽ thích hợp cho cái môi trường sạch sẽ, cũng như là cái sàn làm việc phẳng, cũng như là đặc biệt là cái lối đi nó hẹp nha các bạn nhá. Thì bình thường là bán kính quay vòng của nó rất là bé nên là nó có thể hoạt động được ở trong cái lối đi rất là hẹp. Thì tối thiểu là 3 mét là nó có thể quay vòng một vòng tròn như thế này được rồi. Các bạn nhá, nó có thể quay vòng tròn như thế này trong vòng cái lối đi của các bạn là 3 mét. Đấy. Và nếu các bạn thấy cái video này hữu ích, cũng như là những cái chia sẻ của tôi nó hữu ích với các bạn, thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube Xe Nâng ADP, có động lực làm thêm những cái video mới để chia sẻ đến các bạn nhiều kiến thức hơn về xe nâng nha các bạn nhé.
Và các bạn có những câu hỏi nào cần chia sẻ cũng như là những điều gì các bạn cần muốn chúng tôi review bằng video thì các bạn hãy comment xuống dưới cái video này. Chúng tôi sẽ làm những video mới hơn để chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm cũng như là về kiến thức sử dụng của những cái dòng xe nâng Nhật bãi các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ nâng lên hết cỡ cho các bạn xem, con này nâng tối đa là 4 mét nha các bạn nhé. Đấy, tôi đã dùng cái khung chạy ra chạy vào. Đấy, cái này nâng cao tối đa xong rồi nó chạy ra chạy vào được như thế này. Xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ nội địa Nhật Bản các bạn, đầy đủ giấy tờ. Và trước khi xuất xưởng sẽ được bảo hành, được bảo trì tổng thể, thay dầu, thay lọc, tra mỡ cũng như là bảo dưỡng sạc cân bằng ắc quy. Thì đến tay các bạn thì các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Và đương nhiên rồi, chúng tôi cam kết rằng xe nâng cũ nhưng mà chất lượng như mới, sẽ được bảo hành, bảo dưỡng, sẽ được hiệu suất sẽ làm việc nó sẽ tương đương như chiếc xe nâng mới. Vâng, vừa rồi thì các bạn đã xem tôi review cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm về cái dòng xe nâng điện đứng lái. Và một lần nữa, nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của xe nâng ADAP Việt Nam, để chúng tôi sẽ làm những cái video mới nhất chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng xe nâng cũng như là review chất lượng của những dòng xe nâng cũ đã qua sử dụng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào. Xe nâng ADAP Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị. Trong thị trường xe nâng hàng trong nước, không thể không nhắc tới công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ANP Việt Nam, nổi bật với sản phẩm độc quyền bánh xe nâng điện PUOMC đến từ Nhật Bản. Trải qua gần 4 năm phát triển, công ty đã khẳng định được vị thế của mình trong việc cung cấp dịch vụ ngành xe nâng ở Việt Nam. Các đối tác kinh doanh quan trọng là doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và các doanh nghiệp sản xuất khác thuộc các khu công nghiệp, các doanh nghiệp về logistics. Hiện tại, công ty ANP Việt Nam đang là đại lý duy nhất được phân phối bánh xe nâng điện PUOMC tại thị trường Việt Nam. Bánh xe nâng điện PUOMC được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và tiên tiến nhất đến từ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt bởi các chuyên gia Nhật Bản. Sản phẩm được pha trộn PU bằng máy tự động nên chất lượng các sản phẩm rất đồng đều. Tính năng sản phẩm vượt trội, chống mài mòn, không để lại vết khi hoạt động trên sàn, giúp giữ sạch sàn làm việc trong quá trình xe nâng hoạt động đi lại. Độ kết dính giữa lớp PU và cốt sắt gấp 5 lần bánh PU thông thường, độ bền lên đến 5 năm, giá rẻ hơn khoảng 50% so với các sản phẩm nhập khẩu Nhật Bản khác. Chất lượng Nhật Bản mà giá thành tương đương với các sản phẩm sản xuất nội địa Việt Nam. Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hoặc kinh doanh bánh xe nâng điện PUOMC từ công ty ANP Việt Nam, vui lòng liên hệ hotline 0973 837 113 hoặc truy cập website www.anpvietnam.vn. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nhằm mang lại sản phẩm tốt nhất với giá cả thấp nhất và trở thành công ty hàng đầu về lĩnh vực xe nâng hàng tại Việt Nam. Xe nâng ANP Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị.